Mến chào các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, hình như là 17 tây tháng 4. Tại sao tôi nhớ 17 tháng 4? Bởi vì hôm qua ngày thứ bảy là chúng tôi bắt đầu lớp học về phương pháp và nghiên cứu khoa học ở Đại học Tôn Đức Thắng. Hôm nay tôi sẽ tiêu ra khoảng chừng 10 phút gì đó để mà quay cái cảnh quan ở Sài Gòn. Và đặc biệt là quay cho hai ba bốn anh bạn của tôi á, ở bên Úc á, sắp về Việt Nam. Anh ấy sắp về Việt Nam và sẽ ở khách sạn này, và đặc biệt là cho anh Chiến. Nó muốn tôi quay lại trong cái phòng á, ra làm sao, vì lần đầu tiên là nó sẽ lưu trú ở đây. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nhân dịp này tôi muốn quay cho các bạn xem cái cảnh quan chung của thành phố Sài Gòn. Tôi đang ở trên lầu số 18 của khách sạn này. Hình như là nó thuộc quận 3 nhưng mà nó giáp ranh với quận 1. Tôi không nói tên khách sạn để các bạn sẽ nhìn ra. Thì phía bên phải của tôi đó, tức là các bạn đang xem đó, là một cái khu cái phía xa xa đó là quận 3 và quận 1 đó các bạn. Còn ở phía dưới này á, phía dưới này cái đường mà có nhiều cây sao đó, đường này là đường gì đó? Đường này tôi nghĩ là đường Hồng Thập Tự trước năm 75, bây giờ thì nó là Minh Khai Minh Khiết vậy tôi không nhớ đâu. Nhưng mà đại khái tôi chỉ quan tâm đến mấy tên đường mà mình quen như ngày xưa. Ở dưới này là nhà cửa của dân, thì cũng giống như Cần Thơ mà các bạn xem hôm trước vậy đó. Nhà cửa ở đây thì cũng nhô ra rồi thụt vào rồi nhìn một cách rất ư là mất trật tự, không có một cái thứ tự gì hết trơn. Nhưng cái đó là có do cái di sản của lịch sử để lại. Phía bên này các bạn thấy có cái tòa nhà mà cao cao đó, tôi không biết là cái đó là tòa nhà của quốc phòng hay là công an. Bởi vì cái đất mà cái khách sạn này xây lên đó là đất của công an. Nếu mà các bạn đi cái đường nhỏ nhỏ đó, nếu mà các bạn đi về phía phải, đúng rồi, về phía phải thì các bạn sẽ đụng cái đường đường gì ta, Nguyễn Văn Cừ thì phải. Tức là có cái trường ở Pesuski á, giờ không biết lấy tên ở trường, nói tên là cái ông nào đó tôi không biết, ông đó chẳng dính dáng gì ra học giả cả. Ok, thì đằng sau xa xa đó các bạn thấy đó là cái tòa nhà Bitexco. Hồi đó thì nó là một cái điểm nhấn của thành phố. Sorry, tự nhiên có bụi vô. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn là điểm nhấn của thành phố nữa, mà cái tòa nhà Landmark ở phía bên Thảo Điền thì phải, mới mới là cái điểm nhấn của thành phố. Thì đó các bạn thấy. Ở dưới này nữa, dưới này là mấy cái tòa nhà này là cái gì ta, tôi không biết đâu. Nhưng mà đại khái rằng cái khu mà phía đi về hướng mà đường Nguyễn Văn Cừ là ngày xưa nó thuộc là tổng nha cảnh sát, cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó nó thuộc tổng nha cảnh sát. Sau này thì công an tiếp thu rồi, theo như tôi biết, tôi nghe người ta nói thôi, là đa số các cái tù nhân mà chính trị á, hoặc là tù nhân mà lương tâm được giam giữ ở đây. Nhưng bây giờ thì không còn nữa đâu, bây giờ thì họ giam ở đâu rồi. Và phía bên này nếu các bạn nhìn thấy cái cảnh mà nhà cửa ở Sài Gòn đó, thì đó nó cũng tiêu biểu, nó cũng giống giống như bên Cần Thơ thôi. Nhìn chung là không biết sao mà nói hả? Nếu mà mình dùng cái chữ mà của phương Tây thì nó là slum. Các bạn thấy rằng buổi sáng hôm nay Chủ nhật á, nó xe cộ nó tương đối vắng, chứ khoảng chừng 11, 12 giờ trưa đó thì xe cộ nhiều lắm. Nó y như hay là nó gần như là mức độ giao thông vào thời mà trước đại dịch vậy đó.
không 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 khác nhau bao nhiêu cả. Hôm trước tôi đi từ trường đại học Tôn Đức Thắng ở quận 7 tới bệnh viện Tâm Anh để mà làm vài cái scan đó, thì nó mất gần 1 tiếng đồng hồ các bạn. Kinh khủng. Kẹt xe rất là nặng nề ở trung tâm quận 1, đặc biệt là ở đường Pasteur, chứ là cái đường nhỏ nhỏ đó mà xe rất là nhiều. Đó thì các bạn thấy đó là cái thành phố Sài Gòn bây giờ. Nếu mà các bạn xa xa nhìn thấy các cái tòa nhà đó là những cái tòa nhà nó gọi là chung cư apartment á, bên Úc mình gọi là apartment. Nhưng mà các bạn có thấy rằng cái nó có gì bất bình thường không? Tức là các cái apartment đó, nó xây rất là gần với nhau. Ngay cả mình tới gần cũng vậy, nó rất gần với nhau. Thành ra là tôi nghĩ nếu mà tai nạn hỏa hoạn xảy ra thì nó rất là nguy hiểm. Không biết người ta sẽ xử lý ra làm sao. Nhưng mà nếu mà mình nhìn chung như vậy thì cái Sài Gòn bây giờ đó, nó giống như là Hồng Kông vậy các bạn. Giống như Hồng Kông vậy. Tức là người thì đông mà đất thì ít, mà xây dựng thì có những khu lao động thì nghèo lắm. Nên mình đi vô trong hẻm nghèo lắm và điều kiện sống cũng rất là khó khăn. Những cái mà building, những cái tòa nhà thì nó làm tôi nhớ đến Hồng Kông. Thành ra là nhiều khi mà tôi về nước á, rồi một số bạn bè trong đó họ, người ta hỏi ê, ông thấy Sài Gòn giờ nó làm sao. Tôi nói Sài Gòn thấy giờ thay đổi ra làm sao. Một số thay đổi thì nó cũng ok, cũng tốt. Nhưng mà tôi e rằng là đa số các cái thay đổi nó càng ngày càng tệ hơn. Bởi vì cái mật độ dân số quá cao và cái môi trường sống nó cũng rất là khắc nghiệt. Mỗi lần mà tôi đi trên cái con đường này đó, tôi thường hay nói với anh taxi đó, đường này ngày xưa nó là đường này nè, bây giờ nó đường này. Thành ra là nói với ông Nguyễn Đình Toàn, nói với nhạc sĩ và cũng là thi sĩ Nguyễn Đình Toàn đó, ông có một câu rất là hay. Ông nói Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước chảy quanh nguồn, như người đi cách mặt xa lầm, ta nhủ thầm em có nhớ không. Các bạn thấy tôi hơi lạc đề phải không? Đó, ok, vậy tôi quay cho các bạn xem Sài Gòn bây giờ nó là như vậy đó. Nếu mà có dịp nào tôi sẽ quay trên đường phố cho các bạn xem. Bây giờ đặc biệt là tôi sẽ quay để mà đáp ứng cái yêu cầu của mấy người bạn của tôi ở bên Úc, họ sắp về Việt Nam. Thì tôi sẽ quay cái phòng này cho đặc biệt cho thằng Chiến á. Bây giờ tôi nói chuyện Chiến. Mai mốt mai về á là đây nè. Đây là cái phòng tiêu biểu của cái khách sạn mà mình đã book đó. Đó thì nói chung thì cái phòng này nó tương đối rộng rãi hơn cái phòng mà tôi quay cho các bạn xem ở khách sạn Vinpearl. Cái thiết kế, cái màu và thiết kế của cái phòng này nó rất là nhu mì, nó gọi là mau color đó các bạn. Thành ra nó dễ cho mình nó cái môi trường rất thân thiện, đó là nó đúng là cái nơi để mà mình có thể lưu lại vài ngày. Thì ở đây cho các bạn xem hai cái phòng này là cái gì. Thì bên đây là cái cầu, đây là cái toilet. Thì các bạn thấy khá rộng rãi ha, thiết kế theo kiểu Nhật. Bắt đầu mà tôi không biết dùng mấy cái máy này, nhưng mà trong thực tế thì nó rất là có ích. Các bạn có thể dùng ở đó mà không cần dùng phải giấy đi cầu. Người ta rất là tinh tế, có luôn cái hộp để mà mình để giấy và các cái dụng cụ vệ sinh cho mấy người nếu mà phụ nữ. Đó thì ở đó là một cầu riêng. Bên đây là cái phòng tắm hoa sen. Hồi nãy tôi tò mò tôi coi thử hoa sen làm đâu, hóa ra làm Thái Lan. Nhưng mà nó cực kỳ tốt, rất là tốt. Còn phía bên này nè, các bạn thấy là một cái bàn để đồ vậy thôi. Cái này hình như là cái máy sấy, tôi biết cái này dùng mấy cái đó, mình cũng có thời giờ nữa. Bên đây là cái bồn tắm, bên đây là cái bồn rửa mặt, phải không? Các bạn thấy rằng các cái mà hai chiên thì cái bên xa rất là đủ, không?
cái này là cái gì đây, body lotion này, kem, lâu lắm rồi tôi mới gặp rồi, kem Hinos chứ năm 55 kem Hinos rất là nổi tiếng. Hồi đó đi ra chợ Bến Thành thấy cái biển mà quảng cáo đó, tổ bố mày đó, bây giờ mày về mới gặp nó đây. Lúc nào họ cũng để chai nước La Vie. Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên là cái này là cái gì. Cái này thì nó cũng giống như các khách sạn tiêu biểu khác, là cái phòng để đồ đó. Đây là cái safe. Dưới này là có vài các cái công cụ cho quý ông đi giày. Có cả sẵn cái cân luôn nữa. Lát nữa tôi phải cái đo thử tôi bây giờ nhiều ký. Không là giờ Việt Nam ăn uống nhiều quá, nhiều lên ký rất là nguy hiểm. Cũng không hẳn là nguy hiểm mấy đâu. Thì bên đây là cái gì đây? Đó, bên đây là cái tủ lạnh. Tủ lạnh này có cái gì? Đây là Beer Tiger, Heineken, Evian. Trên này là cà phê. Nếu mà rảnh thì uống cà phê ở đây. Nhưng mà về Sài Gòn uống cà phê trong khách sạn thì không đúng điệu. Đây là cái hai cái ly để mình thưởng thức rượu vang. Còn đây cái khu để mình để đồ. Đây là hai cái lúc mà tôi đi từ Cần Thơ lên thì các bạn ở Đại học Cần Thơ đó tặng cho tôi hai cái bịch trái cây để mà ăn, mà từ hôm qua tới giờ tôi quá bận chưa ăn gì cả. Ở đây thì mỗi sáng người ta cho mình cái tờ Việt Nam News. Khi mà tôi coi lại thì tôi thấy hóa ra đây là cái tờ của Thông tấn xã Việt Nam. Điều đó có nghĩa là các bạn không cần đọc làm gì mất công lắm. Bởi vì không đọc mình cũng biết nó nói gì trong đó. Đây là đồ của nhỏ cháu tôi Tiffany. Giữ ra để mang về cho chị. Đây là cái bàn làm việc. Sáng nay là tôi phải rất là bận rộn. Bây giờ hôm nay là ngày thứ hai của chương trình đào tạo, chương trình giảng dạy. Thành ra là sẽ rất bận rộn. Như các bạn thấy họ thiết kế cái phòng này rất là điệu nghệ. Rất nhiều ổ điện để mà các bạn có thể sử dụng. Đây là cái giường, tôi nghĩ cũng thuộc là king size giống như là Vinpearl vậy đó. Bên cạnh đó thì cũng giống như các cái khách sạn mà điệu nghệ khác thì người ta cũng có các cái ổ cắm điện để mà mình sạc. Phone. Còn mấy đèn đó các bạn, nó nhiều đèn lắm. Ít khi nào mà tôi sử dụng hết mấy cái đèn này. Vì mỗi lần mình đi về cái là nó mệt ná thở, chỉ muốn nằm nghỉ một chút thôi. Cái này nữa là nó có cái bàn để mà mình nghỉ, để mà uống rượu vang rồi á. Để coi nói gì đây. Cái này là cái mà nó dịch vụ. Trời trời là khái mấy cái thư này nọ. Hôm trước khi mà tôi check in vô hotel đó thì họ nói rằng là tôi ở đây là lần thứ 50. Thành ra là họ có một cái thư cảm ơn đó các bạn. Thư cảm ơn rồi kèm theo cái món quà. Không biết quà gì nữa, không biết. Tôi ở khách sạn này rất là thường xuyên, không phải là chỉ về Việt Nam đâu. Ngay cả khi mà tôi đi Nhật rồi đi các công tác mấy nước trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương, rồi thậm chí đi những cái nơi nào mà có cái khách sạn này á, là tôi đều chọn ở khách sạn này. Bởi vì mình thấy gần như là mình về nhà vậy đó. Khách sạn này hình như là ở Hà Nội nó có một chi nhánh, nhưng mà tôi ở lần tôi không dám quay lại nữa. tôi thích Sài Gòn, cái khách sạn này ở Sài Gòn rất là tốt. Để có vài bức tranh đồ hoa què vậy thôi. Nghe nói rằng mới đây là họ xây cái khách sạn ở quận 1. Nghe nói rằng hoành tráng lắm nhưng mà chưa khánh thành, còn làm vài cái thủ tục sau cùng. Ok, đó là quay cho ông bạn của tôi, đặc biệt là cho anh Chiến sắp về ở đây. Tôi nói vậy mà bây giờ hơn 10 phút rồi, bây giờ tới phút thứ 14 rồi, 14 rồi. Thôi, các bạn cho phép tôi tạm dừng ở đây để mà tôi còn đi ăn sáng chứ, để còn chiến đấu hôm nay trong lớp học. Mến chúc các bạn một ngày Chủ nhật, các bạn tôi bên Úc và các bạn khác trên thế giới một ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy nhiều may mắn và an lành.